Hôm nay cuối tuần mình sẽ có món giò heo nấu nấm và rau củ nha các bạn. Giò heo nấu nấm và rau củ thì mình sẽ ăn kèm với mì vắt. Với món này thì ăn rất là ngon đó các bạn, rất là đậm vị. Mình sẽ có một bắp giò trước, gần 1 kg đó các bạn. Bắp giò trước thì nhiều nạc và ngon lắm các bạn. Mình khi mua sẽ lựa bắp giò trước nhé. Sau đó mình sẽ cho rượu và muối vào để sơ chế. Còn đây là nguyên liệu kèm, có bắp, nấm đông cô, nấm mèo, củ hành và củ cải đỏ nha. Nước tương đậm đặc Maggi để mình sẽ ướp thịt và mì vắt nữa. Còn đây là rau, cà chua, salad và ngò rí. Sau khi sơ chế rửa sạch giò heo, đầu tiên mình sẽ ướp một muỗng ăn canh đầy nước tương vào bắp giò để cho lên màu nhé. Sẽ cho lên phần da và mình sẽ ướp để một lúc cho da thấm màu rồi mình mới đi ướp tiếp tục nhé các bạn. Sau khi để bắp giò khoảng 30 phút thì mình sẽ đi chuẩn bị ướp lần 2 nhé. Mình sẽ cho thêm một muỗng Maggi nữa. Và sau đó mình sẽ cho vào một muỗng ăn canh nước mắm. Hai muỗng cà phê đường. Một muỗng nhỏ hạt nêm. Một muỗng nhỏ bột ngọt, một muỗng nhỏ tiêu xay. Và một muỗng canh tương ớt. Đây là ngũ vị hương. Mình sẽ lướt qua một xíu nhé, không bỏ nhiều. Sau đó sẽ trộn cho thấm gia vị vào bắp giò heo phía bên trong như thế này nhé các bạn. Sẽ để 1 tiếng đồng hồ. Sau đó thì mình sẽ đi trụng mì để ăn kèm. Hôm trước mình cũng đã chia sẻ cách trụng mì vắt chi tiết với các bạn rồi, nên hôm nay mình sẽ quay sơ qua cho các bạn xem thôi nhé. Clip mì xào và những clip có mì ăn kèm mình cũng đã quay qua rồi, nên hôm nay sẽ không làm mất thời gian các bạn. Sau khi trụng mì xong thì mình sẽ ướp dầu tỏi phi và một ít hạt nêm, một ít đường vào. Mình sẽ trộn đều lên như thế này khi còn nóng nha. Mình sẽ bắt lên một cái chảo cho một ít dầu vào. Kế đến mình sẽ cho bắp giò vào để mình áp chảo cho vàng nhé các bạn. Áp chảo cho vàng màu lên đẹp như thế này nhé. Mình sẽ chuẩn bị 2 trái dừa xiêm như thế này nè, để mình nấu cho ngon.
Sau khi áp chảo thì mình sẽ cho vào một cái nồi và mình sẽ cho nước dừa vào. Nước dừa mình sẽ tráng nồi nước sốt ướp nhé các bạn. Sẽ cho vào. Khi thiếu nước dừa thì mình sẽ thêm một ít nước lọc nữa cho ngập giò nhé. Còn đây là nấm đông cô, mình đã sơ chế rửa sạch và sẽ cắt chân bỏ đi nhé các bạn, chân dai lắm. Nấm lớn mình sẽ cắt đôi, nấm nhỏ thì mình để nguyên. Sau đó thì mình sẽ ướp vào một ít tỏi phi. Mình đã phi sẵn tỏi vàng như thế này nè các bạn. Ướp vào một ít dầu và tỏi. Sau đó mình sẽ cho 1/3 muỗng nhỏ hạt nêm, 1/3 muỗng cà phê đường vào mà thì mình sẽ trộn nấm lên cho thấm nha. Nấm mình đã trộn xong, còn đây là củ cải đỏ, bắp và củ hành. Củ cải mình sắc hoa, bắp thì mình trái lớn mình cắt đôi, trái nhỏ mình để nguyên trái và nấm mèo cũng ngâm mềm rồi cắt khúc ra như thế này. Nguyên liệu đó thì mình sẽ xào. Sau khi nước sôi lên thì mình sẽ hớt bọt trong nồi giò heo nhé, hớt cho sạch bọt. Khi hớt sạch bọt rồi thì mình sẽ cho nấm đông cô vào trước nha các bạn. Tại vì nấm đông cô hơi bị dai nên mình phải cho vào trước, cho ra nước ngọt và nấm sẽ được mềm nhé. Sau đó thì mình sẽ đậy hầm lại để hầm giò heo cho mềm. Mình bắt lên một cái nồi và bỏ dầu tỏi vào để mình xào nguyên liệu cũ nhé. Đầu tiên mình sẽ cho cà rốt vào trước, vì cà rốt hơi cứng hơn những nguyên liệu khác nên mình sẽ cho vào trước. Kế đến là bắp, mình sẽ cho vào luôn. Sau đó thì mình sẽ nêm một muỗng nhỏ hạt nêm. Rồi thì mình sẽ cho nấm mèo vào luôn. Mình sẽ cho thêm một muỗng cà phê đường nữa nhé. Rồi mình sẽ xào trộn sơ nguyên liệu lên, rồi sẽ tắt lửa. Chuẩn bị rau để ăn kèm, gồm có cà chua và xà lách và ngò rí. Mì mình đã trộn xong hết rồi nè các bạn, để sẵn một tô mì và đĩa rau. Mình sẽ thử xem coi giò heo đã mềm chưa. Cũng gần mềm được rồi nè các bạn. Mình sẽ bắt đầu nêm gia vị nhé. Mình sẽ cho vào 2 muỗng nhỏ đầy muối hạt. Một muỗng nhỏ hạt nêm. Một muỗng nhỏ xíu bột ngọt. Giò heo cũng bắt đầu mềm, mình sẽ vớt ra nha các bạn, đừng để mềm rục quá không ngon. Để mềm mà có độ giòn thì ngon lắm các bạn. Mình sẽ vớt giò heo ra một cái nồi nhỏ nha. Sau đó thì mình sẽ cho nguyên liệu cũ vào nha các bạn, cũ và nấm mèo. Bắp, mình sẽ cho vào hết.
Sau đó thì mình sẽ nêm lại nước nhé, coi có vừa chưa. Thấy có vẻ hơi thiếu thì mình sẽ cho thêm vào một muỗng muối hạt nữa và thêm một muỗng cà phê đường cho đậm vị nhé các bạn. Món này thì hơi đậm một chút mới ngon. Sau cùng thì mình sẽ tắt bếp để cho độ nóng của lò sôi từ từ và mình sẽ cho củ hành trắng vào. Giò heo mình đã lóc thịt và thái miếng như thế này nè các bạn. Mình sẽ cho sẵn vào một cái nồi nhỏ nha. Kế đến thì mình sẽ bỏ nguyên liệu rau củ này lên trên mặt giò heo nhé các bạn. Mình sẽ bật bếp lên, bỏ ngò rí lên trên mặt, rồi mình bật bếp lên cho làm nóng thôi nha các bạn, làm nóng cho sôi riu riu để mình ăn với mì nhé. Cho sôi riu riu như vậy, nóng thức ăn vậy thì mình sẽ ăn kèm với mì, với rau ngon lắm, mình sẽ dọn ra ăn nha các bạn. Đây, mình dọn ra ăn với mì mình đã trụng và rau sống như thế này nè các bạn, kèm nước tương với ớt xanh. Thật là ngon đó các bạn. Buổi ăn cuối tuần hôm nay mình sẽ ăn giò heo, rau củ và mì. Mình mời các bạn dùng với nhà mình nhé. Mình chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ clip của mình. Hẹn gặp lại các bạn lần sau nhé. Các bạn sẽ đổi bữa cho gia đình. Món như thế này sẽ đổi bữa, ăn rất là đậm vị, ngon lắm các bạn.